Ngày xưa, khi thế gian chưa có gì ngoài một màn đêm u tối, Thượng Đế đã xuất hiện và tạo ra muôn loài. Ngài tạo ra mặt trời, tạo ra mặt trăng, tạo ra con chó, tạo ra con mèo. Ngài tạo ra đàn ông, rồi Ngài tạo ra phụ nữ. Muôn loài sống chiêu chiêu trong sự bao dung của Thượng Đế. Nhận ra trái đất quá bình yên, Thượng Đế quyết định tạo ra loài rắn. Tactical nuke incoming! Đúng rồi đấy, rắn luôn là cái tên đứng đầu trong danh sách kẻ thù của tôi. Thông thường, mọi người sẽ sợ một con vật nào đấy khi chúng có khả năng đe dọa đến tính mạng của loài người chúng ta. Ví dụ như, người sợ chó thường là do sợ bị chó cắn. Sợ rắn, rết là vì nó có độc. Sợ người yêu cũ vì những tổn thương tâm lý sâu sắc họ để lại cho ta. Nhưng không có sinh vật nào trên đời lại cho chúng ta nhiều lý do để sợ như là rắn. Nó hôi, nó bẩn, không giống như rắn rết. Nếu phát hiện chỉ cần đập cho phát là xong. Rắn cực kỳ cơ động, cả trên không trung lẫn dưới mặt đất. Và giả dụ nếu tôi đập chật và để nó chui xuống gầm tủ hay gầm giường thì tạm biệt ngôi nhà của mình đi, vì rắn cái thậm chí có thể sinh sản mà không cần đến rắn đực. Ông ơi, ông tha cho nhà con với. Không có mẹ làm sao lũ con nó sống được hả ông ơi? Rồi, thế chồng mày đâu mà để mỗi vợ con ở nhà thế này? Ủa, dáng sinh sản vô tính mà ông. Đây, ông nhìn này, 2 ngày mà con đẻ được 200 đứa rồi đấy. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard, khi một người phụ nữ sinh con, tiếng kêu đau của họ được coi là âm thanh gây ám ảnh thứ 2 trên thế giới từng được loài người ghi lại. Tức là chỉ xếp sau tiếng mẹ ơi của mấy đứa sợ dáng khi thấy Tiểu Cường bay trong toilet. Lần đầu gặp dáng cũng giống như lần đầu gặp em, vì tim anh đã ngừng đập. Tôi nghĩ một trong những lý do chính khiến tôi khiếp sợ trước loài sinh vật mang tên Tiểu Cường này, đấy là tại mẹ tôi. Vì mẹ tôi hồi ấy thường dạy, con trai, con gì trên đời thì cũng là con vật, đều là những sinh mệnh cần được nâng niu và chăm sóc, vì mọi sinh vật trên đời đều xứng đáng được yêu thương. Dạ vâng, thế dáng thì sao hả mẹ? Giết tại chỗ. Hồi đó, cứ lần nào trong nhà có dáng là mẹ sẽ bắt tôi phải vượt qua nỗi sợ dáng bằng cách tiêu diệt nó trước mặt mẹ. Không dùng binh xịt, vì theo quan điểm của mẹ tôi quá thiểu năng cho nên có một tỷ lệ rất cao tôi sẽ tự xịt vào mặt mình. Không được dùng dép, vì sẽ làm Tiểu Cường dính xuống mặt đất. Rất bẩn. Mà phải dùng tay bắt lấy Tiểu Cường rồi ném ra chỗ khác. Ê, mẹ vô lý vừa ấy chứ. Con dáng dưới chân mẹ kìa, mẹ giỏi mẹ bắt đi. Đừng có thách tao, tao đẻ ra mày đấy. Mẹ tôi có thể giết dáng bậc chân trần, nhưng nói về dáng thế là đủ rồi. Các bạn đâu ở đây để nghe giới thiệu về mấy con dáng. Các bạn ở đây để nghe kể chuyện. Ở đây vì hôn nhân có dịch vui. Đây là vợ tôi, một người phụ nữ được Thượng Đế tạo ra theo concept văn võ song toàn. Tức là chửi thì thấm nhưng đấm thì đau. Hồi mới quen thì vợ tôi là kiểu dịu dàng thục nữ, một cô gái yêu hòa bình và không bao giờ dùng bạo lực với bất kỳ ai. Lấy nhau xong mới vô tình tìm thấy cái đai đen taekwondo bị giấu sâu trong hộc tổ. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì con người ai cũng có điểm yếu. Vì điểm chung lớn nhất của hai vợ chồng tôi là chúng tôi đều cực kỳ sợ dáng. Nếu tôi sợ dáng ở mức 1 thì vợ tôi phải ở mức 10. Tức là tim sẽ ngừng đập nếu chứng kiến Tiểu Cường bay trong không trung. Vì thế là một người đàn ông của gia đình, tôi luôn đảm bảo nhà cửa sạch sẽ nhất có thể để dáng không bao giờ có cơ hội bước chân vào nhà tôi. Tôi rửa bát, tôi quét nhà, tôi nấu cơm, tôi giặt quần áo. Tôi tiêu diệt bất cứ thứ gì có tỷ lệ thu hút Tiểu Cường vào nhà tôi. Cho đến một ngày, tôi gặp nó. Đấy là vào một hôm khi tôi phải xuống nhà đi vệ sinh vì toilet phòng tôi bị tắc. Bình thường nó sẽ là một chuyến phiêu lưu khi tôi như cô bé quàng khăn đỏ shalalala, từ tầng 5 xuống tầng 1 để đi toilet. Nhưng lần này lại có một cái gì đó rất khác. Một cái gì đó quỷ quyệt hơn đang chờ tôi trong bóng đêm phòng khách. Một cái gì đó vô cùng bẩn thỉu và mưu mô. Một con rắn khổng lồ đậu trên cáng chổi. Tôi sẽ để ảnh nó ở đây. Trời ơi, nó to như 30 con voi đầu thai hợp lại thành một vậy mẹ mày. Nó to khủng khiếp. Đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến một con rắn vĩ đại đến thế. Tôi muốn chạy đi, nhưng bàng quang mình không cho phép. Nó sẽ phát nổ nếu tôi không được đi vệ sinh ngay bây giờ.
Dáng nhìn tôi. Tôi nhìn lại nó. Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt nhìn người yêu cũ. Tôi có nên đập nó không? Nhớ tôi đập chợt và nó nhảy lên mặt tôi thì sao? Không, nếu tôi đập trúng và hàng nghìn con dáng con bò ra từ dáng mẹ thì sao? Đâu phải tự nhiên mà nó to như thế. Nhìn chung, tôi và dáng rơi vào thế, đứng không được, lùi không xong mà đứng yên thì cũng không an toàn. Và rồi giữa thời điểm căng thẳng nhất, nó bay lên. Nó nhắm thẳng vào mặt tôi, nhưng theo phản xạ tôi tát nó dính tường rồi chạy lên nhà trốn. Sai lầm của tôi là không kết liễu nó ở đấy. Vì vài ngày sau nó trở lại, nhưng lần này là trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Nó đến để trả thù cho cái tát hôm nọ. Nhưng trước khi đến với cuộc đụng độ cuối cùng giữa tôi và dáng thì video này được tài trợ bởi Call of Dragon. Bạn thích chơi game không? Không. Call of Dragon là game chiến tranh chân thực với địa hình 3D gồm đồi, núi, sông và một đội quân khổng lồ sẵn sàng lao vào giao chiến. Trong Call of Dragon, bạn sẽ là người làm chủ đội quân của bạn. 5 đội hình, mỗi đội gồm 10.000 binh lính đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Bạn có thể tùy ý kéo tướng, thao tác chiến trường theo thời gian thực. Địch mạnh, ta lui. Địch lui, ta đuổi chỉ bằng những thao tác cơ bản nhất. Làm chủ chiến trường theo cách của bạn. Bộ binh ở hàng trước, cung thủ ở hàng sau, pháp sư ở hàng cuối, binh đoàn bay trên không. Hoặc ngược lại, bạn có thể lên kế hoạch và thực hiện hàng ngàn chiến lược khác nhau trên chiến trường siêu thực, siêu tự do của Call of Dragon. Tôi đã nói ở đây có rồng chứ gì? Không chỉ rồng mà còn rất nhiều sinh vật thần thoại khác. Bạn có thể khiêu chiến chúng. Và nếu chiến thắng, rồng và hàng ngàn phần quà giá trị khác sẽ thuộc về bạn. Thấy rồng của tôi không? Ngầu chứ? Trải nghiệm Call of Dragon ngay qua đường link tôi để ở dưới. Game được xây dựng bởi đội ngũ Rise of Kingdom. Về chủ đề chính, nó muốn ám sát tôi, nhưng vợ tôi đã nhìn thấy nó trước. Sơ đồ phòng ngủ của vợ chồng tôi trông như thế này. Đây là vị trí của dáng. Đây là vị trí của vợ chồng tôi. Tức là nếu một người ở lại thu hút sự chú ý của dáng thì người còn lại có thể dễ dàng trốn ra khỏi phòng. Kế hoạch của nó chính là sơi tái người ở lại. Nhưng lần này mày sai rồi dáng ơi. Lần trước tao với mày hòa nhau là vì vợ tao không ở đấy. Lần này hai đánh một thì cơ hội nào cho dáng nữa hả dáng ơi. Mày sẽ chết ở đây, đó là quyết định cuối. Nhưng các bạn biết điều đáng sợ nhất của phản bội là gì không? Đấy là nó không bao giờ đến từ phía kẻ thù. Vì vợ tôi đã đứng ở cửa. Kiều ơi, ta không tin nàng sẽ bỏ trốn. Tuyệt không tin rằng nàng phản bội ta. Ta không tin nàng đẩy ta vào chỗ chết. Ta không tin. Tuyệt đối là không. No. Tiểu Cường đã dồn tôi vào góc. Không lối thoát. Tôi vớ lấy cái dép dưới chân rồi thủ thế. Tôi và dáng như hai kiếm sĩ chuẩn bị lao vào cuộc tử chiến đẫm máu với đối phương. Lên kế hoạch cho từng đường đi nước bước của kẻ thù. Vì đây là lần thứ hai gặp lại, tôi biết mình phải nhanh lên trước khi dáng có cơ hội lại nhại về tình bạn hay là hồi tưởng về quá khứ. Và rồi lại một lần nữa, nó bay lên. Vợ ơi, anh giết được nó rồi! Bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video. Tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV someday, nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Comment đầu tiên của bạn Mai Vũ Phương. Một comment rất dài nên chú xin tóm tắt là tại sao chú không dùng mấy cái ảnh mạng như ngày trước chú làm video ạ? Thì chú xin trả lời Phương như này. Không phải là không muốn dùng, mà là không thể dùng. Nếu Phương không biết ấy, thì mấy cái ảnh đấy được gọi là stock image. Và đáng nhẽ nếu muốn dùng mấy cái ảnh đấy để làm thương mại như chú ấy này thì phải trả tiền. Rất nhiều tiền. Thế nha Phương nhá. Không phải là không muốn dùng mà là không thể dùng. Comment tiếp theo của bạn tên có đọc ạ. Cháu theo dõi cả kênh chú trên YouTube, Spotify và TikTok. Chú cảm ơn nhá. Nhưng mà chú không biết là kênh Spotify nó ở đâu ra, chứ chú xin trả lời là chú không có Spotify. Và chú cũng không hiểu là nếu mày dùng Spotify thì tại sao mày lại chọn nghe giọng chú. Vì trên đấy có nhiều ca sĩ mà.